Em A xin phép được giới thiệu ạ. Vâng, em A xin được chào mừng đoàn các anh chị đã đến tham quan hang động Ngườm Ngao. Em A tự giới thiệu, em tên là Nông Thị Tiên, là dân tộc Tày chính gốc, là hướng dẫn viên điểm du lịch Ngườm Ngao của công ty cổ phần du lịch Cao Bằng. Hôm nay em rất vui mừng được đi đồng hành cùng đoàn các anh chị, cũng nhân dịp đầu xuân năm mới cho em gửi lời chào và chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến cả đoàn anh chị. Chúc cả đoàn anh chị có một chuyến tham quan tại hang động Ngườm Ngao thật vui vẻ và thật bổ ích. Vâng, thưa các anh chị, còn đây là lối vào, chúc nữa đoàn anh chị sẽ ra lối trên kia là mình sẽ đi một chiều thôi các anh chị nhé. Vâng, bây giờ em sẽ mời đoàn anh chị mình di chuyển vào trong hang động. Và vào đây một chút em sẽ giới thiệu cho các anh chị đi ạ. Giới thiệu về hang động Ngườm Ngao. Thưa các anh chị, chắc hẳn anh chị đến đây lần đầu tiên sẽ ngỡ ngàng và đặt câu hỏi với ai đó, tại sao có tên là Ngườm Ngao và Ngườm Ngao có ý nghĩa như thế nào, đúng không ạ? Vâng, Ngườm là tiếng địa phương các anh chị ạ. Tiếng địa phương là tiếng Tày ở đây ạ. Ngườm dịch ra là hang, là động. Còn ngao có nghĩa là hổ. Theo truyền thuyết xưa kể lại, trong hang động Ngườm Ngao có rất nhiều vàng bạc châu báu và các thảo dược quý hiếm nên cần được bảo vệ và trông coi. Từ đó thiên đình đã cử một đàn hổ dữ đến để trông coi vàng bạc châu báu, hay còn gọi là tiếng gió xô vào đá cộng với dòng suối ngầm trong hang nghe giống tiếng gầm rũ của con hổ, nên người dân ở gần đây gọi đặt tên Ngườm Ngao có nghĩa là động hổ các anh chị ạ. Và các anh chị hiểu chưa ạ? Ngườm Ngao là động hổ đấy ạ. Vâng, để nhớ hơn nữa thì anh chị sẽ nhớ giúp em bốn câu thơ khi đi tham quan trong hang động Ngườm Ngao. Chưa đi chưa biết Ngườm Ngao, đi rồi mới thấy hao hao Ngườm Nhà. Ngườm Ngao là của quốc gia, còn Ngườm Nhà là của ông bà ngoại cho đấy ạ. Đặt tên con trai cho các em đấy ạ. Vâng, thưa anh chị, hang động Ngườm Ngao cách trung tâm thành phố Cao Bằng 86 km, thuộc địa phận xóm Khuổi Y, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, và cách điểm du lịch thác Bản Dốc là 5 km. Đây là một trong những hang động đẹp nhất vùng Đông Nam Á, là một khu du lịch trải nghiệm vô cùng hấp dẫn, kỳ quan của Cao Bằng. Trong hang động Ngườm Ngao có 3 cửa chính. Cửa vào anh chị mới vào đây gọi là hang gió. Gió là lồng nè. Và mùa hè anh chị chỉ đứng ở trước cửa động thôi, được thưởng thức một luồng không khí trong lành mát mẻ, như điều hòa tự nhiên, không mất điện anh chị ạ, không tốn điện nè. Vâng, mọi lo toan mệt nhọc, anh chị đi mấy trăm cây số đến trước cửa động được thưởng thức là hết mệt nhọc luôn, và nhường chỗ cho một ngày sảng khoái và mát lành. Còn ngược lại, anh chị đến đây vào mùa đông, chút nữa di chuyển một đoạn vào trong anh chị thấy rất là ấm áp nhỉ. Vâng, đây là lối vào, còn lối ra là chữ Ngườm Ngao anh chị ạ. Có 3 cửa chính, Ngườm Lồng lối vào, Ngườm Ngao là lối ra, còn một lối nữa là Bản Thôn. Bản Thôn ở trong hang động mình có một nhánh thông qua một cái làng. Làng đấy có gần 20 hộ gia đình dân tộc Nùng Tày đang sinh sống anh chị ạ. Chỉ có một thầy giáo lớp ghép dạy thôi, đến lớp 1, lớp 2, còn lớp 3 các cháu phải di chuyển đường ngoài trời 4-5 km, rất là khó. Cùng anh chị từ đoàn Hà Nội lên thì em cũng muốn chia sẻ anh chị một chút. Cách đây 3-4 năm có anh phó giám đốc công an thành phố Hà Nội vào trong làng Bản Thôn này thăm bà con, thấy một đồng chí tên là Hoàng Phúc Mao, có học cao đẳng sinh thể ra trường nhưng vì nhà nghèo không xin được việc, cũng có bán cả châu bò ấy. Thì anh phó giám đốc công an thành phố Hà Nội cho đồng chí làm hồ sơ đấy ạ. Hiện tại đồng chí đang là công an ở dưới Hà Nội ạ. Vâng, còn hang động Ngườm Ngao được phát hiện từ năm 1921 do nhà khảo sát địa chất người Pháp phát hiện đầu tiên nhất các chị nhất. Và vết tích để lại là chữ Ngườm Ngao, lối ra sẽ có một tảng đá bằng và nhà khảo sát trước khi ra cửa động là khắc chữ Pháp vào các chị ạ. Chốc nữa cửa ra sẽ chỉ cho đoàn các chị. Vâng, bây giờ em sẽ mời cả đoàn mình tiếp tục di chuyển và đến đâu em sẽ giới thiệu đến đó đấy ạ. Hang động tính từ cửa vào đến cửa ra là gần 1 km các chị ạ. Mình sẽ đi tham quan không mất khoảng 40-50 phút nhé. Chạm vào mình ạ.
Vâng, ngay dưới đây là dòng suối ngầm các chị ạ. Suối này chạy quanh năm suốt tháng, lúc nào cũng có nước ạ. Và dòng suối này được bắt nguồn từ làng Bản Thuôn, làng mà lúc nãy em giới thiệu đằng sau hang động đấy ạ. Và chảy qua hang động các chị nhé, và đổ ra con suối gần chỗ các chị để bãi xe, và cuối cùng là đổ về thác Bản Dốc đấy ạ. Vì có dòng suối ngầm này nên cho chúng ta nhiệt độ rất lý tưởng, thường chỉ dao động từ 18 đến 25 độ C anh chị ạ. Mùa hè rất mát mẻ và ngược lại mùa đông thì ấm áp. Vâng, nhân dân ở quanh vùng này nói trong hang động ngầm ngao, mà thực tế em cũng được câu cá trong này và có các chị ở đấy. Ở dưới này có rất nhiều loài cá mà chỉ một màu đen tuyền, đặc biệt là cá chép màu đen ăn rất thơm ngon các chị ạ. Ngày trước chưa giao cho công ty cổ phần du lịch Cao Bằng quản lý thì những người dân ở gần hay vào trong này ngồi câu cá đấy ạ. Hiện tại những khe này còn cá rồi chị ạ, nhiều cá lắm nhỉ. À, mình cứ trong câu thôi chị ạ, mình bảo vệ tất cả các đặc sản quý hiếm. Vâng, cá to anh ạ, có 1 cân 2 cân mà những cái nhỏ ta cho anh này có đấy ạ. Vâng, thưa anh chị, hang động ngầm ngao anh chị đi tham quan có 3 khu chính. Khu thứ nhất là khu tứ trụ thiên đình, sẽ có cột chống trời, con suối ngầm và có rất nhiều hình tượng, có trần nhà đá và đặc biệt là cây tơ hồng. Đoạn anh chị nào ai mà chưa có người yêu, ai chưa lấy được vợ được chồng đến đây mình sẽ cầu nhất, có cây tình duyên đấy ạ. Vâng, anh chị đi tham quan một chuyến rồi sao? Ngao thứ nhất là cầu sức khỏe, cầu bình an, cầu hạnh phúc, cầu lộc, cầu tiền, cầu tài rất là nhiều đấy ạ. Và rất là linh thiêng đấy ạ. Có rồi, cầu có nữa không? Anh ấy có rồi, theo cái tông của anh ấy có rồi, mình lại càng gắn bó chặt chẽ hơn. Vâng ạ. Vâng, anh chị ơi, ngay đây ạ, ngay đây đoàn, trước mặt đoàn anh chị, đây là cột chống trời anh chị nhé. Có tất cả 4 cột, tứ trụ triều đình đấy ạ. Đấy, trên trần động có rất nhiều măng đá, những đá, có những măng đá, những đá giống như cây rừng già, giống như trần nhà đá, giống như những cái ngôi nhà của dân tộc Nùng Tày, của những người đồng bào dân tộc Nùng Tày ạ. Dạ. Mọi cái đều hoàn toàn tự nhiên thôi chị ạ, chỉ trừ con đường và bóng đèn là do con người tác động vào làm thôi. Vâng, thưa anh chị, hang động ngầm ngao được Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cao Bằng chính thức đưa vào khai thác từ năm 1996 và đến năm 1998 thì được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là danh thắng quốc gia. Ngay trước cửa động anh chị nhìn thấy cái bảng xếp hạng đấy, đấy là di tích quốc gia đấy ạ. Rất là nhiều cảnh đẹp. Và khu thứ hai nữa là anh chị sẽ tham quan khu trung tâm hang động là rộng nhất và đẹp nhất trong hang. Có cây san hô đá, có con tàu Titanic và đặc biệt có hình bóng của Bác Hồ. Và một tác phẩm đặc sắc nhất là bông sen ngược độc nhất vô nhị thế giới. Chị ạ, đấy là khu trung tâm đấy ạ. Chắc nữa đi em sẽ chỉ cho anh chị và mình sẽ được thưởng thức chụp ảnh đấy ạ. Cổng trời, cổng điện ngục. Vâng, và khu thứ ba là đã chị tham quan sẽ là khu báu, khu kho báu anh chị nhé. Có thác bạc, cây vàng, cây bạc và ông thần tài. Nếu anh chị nào mà muốn cầu lấy con trai con gái, chắc mới đi sẽ có tượng trưng bà bầu sẽ xoa là cầu con trai con gái, cháu trai cháu gái cho đời này và đời sau rất là linh thiêng ạ. Hoan ơi, hoan đâu rồi? Vâng, đến đây mời bà anh chị mình sẽ ngước nhìn lên trên trần động một chút xíu nhé. Anh chị thấy chỗ này rất là đẹp đúng không ạ? Bằng phẳng, rất là bằng phẳng và rộng mênh mông nhạc từ trong Hải Nam nhạc. Và chỗ này là tượng trưng trần nhà đá anh chị nhé. Trần nhà đá nhạc. Không phải và đặc biệt mình có chùa Phật Tích Trúc Lâm, đây còn gọi là điểm du lịch tâm linh ạ. Từ lúc khánh thành chùa thì ở đây khách cũng càng ngày càng đông chị ạ. Ngày trước chưa có hệ thống đèn điện, những người dân ở gần đây mỗi khi có khách là phải đeo một cái đèn ắc quy đằng sau lưng. Còn là con đường anh chị đang đi này, đá này có tên là đá nhám, công ty cổ phần du lịch Cao
bà con học theo đấy ạ. Được những người công nhân khỏe mạnh cần mẫn thì đang phun bắp vào trong này để làm. Vâng, thưa các anh chị, ngay trước mặt bà là chị đây ạ. Các chị nhìn thấy cây này rất là đẹp đúng không ạ? Vâng, trên trời dưới đất, là trên có trời dưới có đất. Và ông Dương sẽ gặp nhau ở ngay đây. Và đây, cây này được gọi là cây tình duyên đấy ạ. Vâng ạ, vâng, anh chị có thể chắp tay, mình có thể chắp tay động xa sờ một chút cũng được. Vâng, anh chị nào có mình sẽ chấp được cầu bình an, hạnh phúc và gắn bó chặt chẽ hơn. Ai chưa có thì mình sẽ chấp tay nào có. Ra khỏi nhà bếp là vô địch nấu ngao, mình sẽ có vợ, có chồng, có đầy đủ hết ạ. Thêm cái nữa đi, thêm cái. Thôi cứ làm đi, thêm cái nữa đi. Đây là cây tình duyên. Đây sờ, đây sờ là có được tất cả này. Cái này là sờ là tao là có tất cả. Đây bình an. Cầu gì được đấy? Vâng, cầu gì được đấy theo cái tâm của mình các chị ạ. Rất là linh thiêng. Cách đây và Hương quay lại ôm 2010 chắc là khoảng 6-7 năm rồi đấy chị ạ. Có một người khách Thạch Thất Hà Tây, bây giờ Hà Nội rồi, thanh niên trai tráng thôi, đi vào tham quan trong hang động Ngườm Ngao, thấy cảnh và những đá rất là đẹp mà thanh niên đấy đã lấy một mỏ đá trong hang động Ngườm Ngao. Về đến nhà không được tỉnh táo, đi bói thầy bói bảo phải già về hang động Ngườm Ngao đấy ạ. Cho nên cái này rất là linh thiêng và một phần nữa là mình cần được bảo vệ và giữ gìn cảnh quan tĩnh hằng các chị ạ. Vâng, thưa các chị, ngay trước mặt đoàn anh chị đây ạ, chỗ em gái đây chụp ảnh. Đây chính là hình tượng giống như con cá heo nhỉ. Con cá heo đang ngẩng đầu để chào. Cá leo, cá leo ấy. Cá leo nhỉ. Sâm nhung đâu rồi, sâm nhung bên này. Anh chị thấy trận giống như sâm đúng không ạ? Nếu mà tưởng tượng hơn nữa về cái dân tộc Nùng Tày ở đây, đây có thể tượng trưng một cái gác bếp của người Tày anh chị ạ. Gác bếp của người Tày, thường trên gác bếp là người Tày hay treo những cái củ sắn này, cái chùm bắp lô xuống nhỉ. Vâng, còn chiều sâu của hang động sâu nhất là sâu 61.1m tính từ trần động xuống mặt đất anh chị ạ. Là khu vực trung tâm là sâu nhất. Trong một đề nó sẽ chỉ cho. Vâng, và dưới đây cũng là đập xuống trong anh chị ạ. Nước trong veo đúng không ạ? Vâng, và đến đây anh chị sẽ tiếp tục nhìn vào các hình tượng, những cái cây cột. Ngay đây ạ. Anh chị thấy cái hình tượng này là giống con gì đấy ạ? Con gì là ông trời nhỉ? Vâng, đây giống như hình tượng con cóc anh chị ạ. Và ý nghĩa của con cóc này ở trong này cầu cho mùa màng mọi thu tươi tốt. Cứ mỗi khi gần đến mùa vụ, những người dân ở gần đây hay vào cầu và nhờ con cóc chuyển ước mong lên nhà trời các chị ạ. Nên người dân ở gần đây luôn luôn có một cuộc sống sung túc và ấm no. Chắc nó di chuyển một đoạn nữa anh chị nhìn thấy những cửa ruộng bậc thang của nhà trời được tưới bằng giọt nước mưa, được chất lọc tinh khiết từ trên trời xuống và được hít thở không khí trong lành. Em mời đoàn anh chị sẽ tiếp tục di chuyển lên trên này một chút ạ. Thank you.
cao quá chạy. Đây là một cái dạng ở đây ạ. Bắt đầu dò xuống mà. Đang đây là đón nước cho anh chị đặt cao cổ. Các chị ơi, mình chụp ảnh để ý nhất, để ý biết trên mà dùng bạn nhé. Dã vàng ngày xưa. Dạ. Xót tí vẩy nào. Còn bên cạnh cái cối ấy, chị sẽ nhìn thấy giống như bức tường thành ấy đấy ạ. Bạn đến trường thành đây ạ. Đây những cái viên này ạ. Đây ạ. Bắt đầu từ kia. Vâng, rồi đoạn anh chị mình sẽ từ từ di chuyển lên bậc hơi cao một chút. Cái này gọi là cung bậc tình yêu đấy ạ. Chín bậc núi rừng, chín bậc tình yêu. Đi lên nào. Trên là đực, dưới là cái. Vâng, nhìn biết. Còn là di chuyển một chút đây thì có một âm thanh riêng biệt đấy ạ. Màu trắng, màu hồng, màu đen, có rất nhiều màu đấy ạ. Và anh chị sẽ tiếp tục di chuyển qua đây ạ.
đây nhé, đây chính là cái đàn đá trong hang động Lồng Ngao. Ngày trước là chưa nằm vào công viên địa chất toàn cầu của em đi hướng dẫn đi hay gõ cho khách nghe. Nhưng từ lúc mình nằm vào công viên địa chất toàn cầu UNESCO là mình không được gõ nữa. Sợ sức và ảnh hưởng đến sự phát triển của đá này. Đàn đá. Vâng, của anh chị lúc này xuống các bản gốc chưa ạ? Chưa, bây giờ bọn chị muốn qua này. Cách đó cách đây 5 cây. Ngay đây là hình ảnh thu nhỏ của các bản gốc ạ. Trước nay chị đi qua chị sẽ nhìn thấy. Ở phía bên Na Trung Quốc, cái này gọi là thác rộng. Thác gì? Đây là cái thác cao, thác rộng nhất, thác 3 tầng. Còn sang bên Nga cạnh có một cái thác nữa là thác phụ, là hoàn toàn thuộc về chủ quyền Việt Nam. Còn đường biên giới đấy đi giữa con sông đó chị nhất. Dòng sông đấy gọi là dòng sông Quây Sơn, được bắt nguồn từ Trung Quốc. Dạ không chị ạ, hai nước chỉ được phép du thuyền bè mảng trên mặt nước thôi, không được lên bờ của nhau. Vâng, ngay đây ạ. Nếu mùa mưa tháng 6, tháng 7 dương, nước sẽ đến đây nhé. Nước sẽ bắt đầu dọ từ trên trận động xuống. Để đến đây. Và ở trong vùng này sẽ có cái bồn tắm nàng tiên. Ngay đây ạ, đây chính là cái bồn tắm đấy ạ. Vâng, và đây là cái đầu anh chị nhé. Và trên trận động anh chị sẽ phát hiện thêm đây là chính là cái vòi đấy ạ. Cái vòi tắm, mỗi khi nàng tiên tắm thì sẽ xả nước xuống ạ. Vâng, mùa mưa là chỗ này có nước, các chị ở đến bên đây ạ. Trong đường qua chỗ này có một cái ao nước tiên đấy. Bình thường cái ao nước này chỉ dành cho nàng tiên mỗi khi rơi từ trên trời xuống để tắm. Nhưng như chị em cũng có mình có ý định đến đây thì là mình sẽ xoa một chút nước lên người. Xoa đến đây, ra đến anh chị khó quay nhé. Vâng, mình sẽ lên trên này sẽ là khu trung tâm đấy chị ạ. Đây vâng, có chị rửa mặt đầu tiên nhé, rửa đấy là giếng nước nàng tiên đấy ạ. Mỗi người xoa một chút nước, một hai giọt, xoa đến đâu chẳng đến đấy. Chẹo mịn màng hồng hào, có kéo. Mà da mịn hẳn lên như da con gái. Uống nữa càng tốt. Chị Sơn gần đừng có nhảy nhá. Ruộng bậc thang, chúng ta đang đứng trên ruộng bậc thang đấy. Chị ơi,
chậm thế. Nhà đi lên trước đó nè. Anh đứng ở giữa rồi kìa. Chiều sâu của hang động sâu 61,1 m tính từ trần động trên này ạ. Tính từ trần động xuống mặt đất. Chỗ này là sâu nhất anh chị ạ. Khéo 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 đứng lên này đấy. Bông sen ngược hết. Bông sen ngược có nghĩa là bông sen là bị cắt, bị cắt nó cầm về. Đây ạ, cây này là gọi là cây cô đơn, không ai chạm đến đấy ạ. Cây cô đơn. Một mình lẻ loi đơn chiếc đứng trên bờ suối đấy ạ. À tối em chụp kiểu đấy. Cô đơn không ai. Chân đấy. Hai cái chân đấy. Hai cái chân đấy. Vây trước. Hai chân trước đang bơi. Anh chị xé nước thì sang bên này một chút. Anh chị thấy cái này giống gì đấy ạ? Đúng rồi ạ. Cũng có người bảo giống như Đức Mẹ Maria đấy ạ.
Vâng, còn ngay di chuyển một chút nữa anh Đoàn, anh chị sẽ nhìn thấy hình tượng chày sáng tạo trong hang động ngầm ngao ạ. Phần ruộng bậc thang đúng không ạ? Để làm ra nhiều thóc lúa cần có một người khỏe mạnh. Vâng, chú Bản có một nàng công chúa thật xinh đẹp và nết na. Năm đấy đã đến tuổi cập kê, chú Bản muốn chọn một con rể khỏe mạnh để thay ông cai quản việc làng xóm và đồng áng. Vâng, ở bên bản kia có một chàng trai khỏe mạnh nhưng ngược lại mồ côi cha mẹ, không có ruộng lúa, suốt ngày trên lên rừng lấy củi về đổi gạo anh chị ạ. Vâng, có lẽ duyên phận của mỗi con người chúng ta là do ông trời sắp đặt. Hôm đấy trời rất đẹp, vào rằm tháng 7 trời đang nắng to, bỗng nhiên đổ cơn mưa rào. Chàng trai trên đường đi lấy củi qua gần chiếc cối giá gạo anh chị nhìn thấy đấy ạ. Thấy chiếc chày văng ra do mưa to nước lớn, chàng trai đã đưa tay đỡ lấy biết của cô con gái chú Bản. Mang về gần đến nhà, cô con gái chú Bản mời chàng trai lên nhà nói chuyện anh chị ạ. Nhưng vì sự cởi mở và lòng mến khách của công chúa xinh đẹp, chàng trai rất e ngại, không biết nói gì với nhau. Chỉ cách đấy 2 tuần thôi mà những người dân ở gần đấy đã được mời đám cưới của hai người. Cho nên ở vùng này gạo giã xong rồi cũng cất chày đi luôn là thế ạ. Vâng, anh chị sẽ nhìn thấy đấy ạ. Đây chính là chày giá gạo đấy ạ. Đây ạ. Đấy, anh chị thấy nó giống không ạ? Chày đấy mà cứ để bên ngoài đó thì nhiều người khác dùng để giã thì chết. Nhìn thấy nhưng mà khách chỉ cho bảo em ơi, em anh nhìn thấy có 2 cái chày, một chính một phụ, ngay đây là phụ đấy ạ. Đây chắc dùng trước rồi đó. Đây đây chính là đồ chị đây, anh chị thấy như thế giống như bản đồ Việt Nam mình chụp hết vậy. Đây ạ. Đây là đảo khô đường hoàn toàn đúng nhiên. Thực ra mình sẽ đứng từ bên kia sang bên này thì sẽ đúng chiều và rộng hơn. Đây là cầu. Bây giờ đến đây cả đoàn anh chị mình sẽ đi vào khu thứ ba là khu kho báu nhà trời. Mình sẽ chìm vào vàng bạc châu báu nhé. Đây cái trên này là tháp vàng tháp bạc ạ. Không quay ra chị ơi, mình là không quay lại đường cũ được ạ. Mình chỉ đi một chiều thôi vâng ạ. Mình sẽ di chuyển gần 1 km trong tham quan trong hang động. Nếu khai thác hết thì hơn 2 km anh chị ạ. Đây anh chị ơi, ngay trước mặt đoàn anh chị đây ạ. Đây chính là hình ảnh thạch vàng thạch bạc nhé. Và trong này là tượng trưng cho con rồng đang đóng sụp. Còn bên phía trần động anh chị nhìn thấy giống như một mái tóc nàng tiên đây ạ. Đây tượng trưng giống như mái tóc ạ, rất là thẳng và mượt ạ. Và dưới mái tóc này anh chị sẽ nhìn thấy giống như một gia đình có rất nhiều thế hệ, cụ ông cụ bà con cháu đầy đàn. Gọi là phúc lộc thọ ạ, ngũ đại đồng đường đấy ạ. Chị chụp lại, chị chụp cho em một kiểu của em nhé. Vâng, em sẽ mời đoàn anh chị tiếp tục di chuyển xuống dưới này. Ngay qua ngay chỗ này có một giọt nước gọi là giọt nước may mắn của bàn tay Phật. Quý khách nào đi qua mình đều hướng lấy ạ. Không phải giọt nước nào đem cũng đem cho ta sự may mắn đâu ạ. Ngay chỗ này anh chị nhé. Đây ạ. Mình hướng xong mình sẽ quay ngược lại nhìn lên trên trần động giống như một bàn tay đấy ạ. Anh chị nhìn thấy đấy ạ, đây là một bàn tay đấy ạ. Vâng, đây chính là giọt nước may mắn của bàn tay Phật. Vâng, nhắc đến bàn tay ở Cao Bằng em đây, chào anh. Vâng, ở Cao Bằng em có bài hát con gái Cao Bằng đánh giặc bằng tay trái, còn tay phải dành để nuôi con, rồi còn lên non hái cây thuốc quý. Vâng, người Cao Bằng Tết tháng riêng hẹn từ tháng 7 anh ạ. Tin nhau không nói nhiều lời đấy ạ. Đấy là bài hát mời anh lên Cao Bằng quê em. Em hát một bài. Em chỉ nhắc mấy câu được rồi anh ạ. Và bên cạnh đây chị nhìn thấy đấy, các bạn lung linh huyền ảo. Vâng. Được. Cảnh vật trong hang động rất nhiều hình tượng. Ngay đây em chỉ đề, đây chị sẽ quay ngược lại một chút. Đây giống như đầu con rắn đấy ạ. Mắt đấy ạ. Và răng đấy ạ. Ừ.
Vâng, thưa anh chị, nói đến nàng Tô Thị, anh chị biết ở xứ Lạng Sơn rất là nhiều. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Chùa nàng Tô Thị ở xứ Lạng Sơn được nhiều người chia sẻ và biết đến. Nhưng ở trong hang động ngầm ngao, nàng Tô Thị chỉ một mình mong manh nhỏ nhắn, xinh xắn. Và nàng một lòng thủy chung son sắc bồng con chờ chồng. Ngay đây em sẽ mời anh chị nhìn theo đèn laser của em đây ạ. Đây chính là hình ảnh nàng Tô Thị đang bồng con chờ chồng ạ. Vâng, anh chị nhìn thấy chợ tiếng suối chảy ào ào làm lòng nàng thêm quặn đau. Nét mặt của nàng rất buồn, nhưng khi đến đây em thấy nàng đã nhìn thấy, bắt gặp một nụ cười của các anh chị trong đoàn rồi đấy ạ. Nên nàng rất là tươi đấy ạ. Vâng, em ơi, mời anh chị tiếp tục di chuyển qua chỗ này. Trước mặt đoàn anh chị đây, đường nó hơi hẹp một chút. Anh chị sẽ để chú ý và cúi đầu xuống đấy ạ, cẩn thận đường hơi hẹp ạ. Đây các chị nhé, đây chính là hình tượng bà bầu. Đây anh chạm vào, đây là con gái đấy ạ. Và dưới đây là con trai. Chúng mình cũng có thể sờ một chút, thật là chắc tay bầu. Rất là linh thiêng đấy ạ. Con gái, con trai, sờ cẩn thận không sờ đúng ti đấy. Ông thần tài, anh chị có thể chấp tay cầu theo cái tâm của mình, cầu lấy may mắn, cầu lấy lộc, lấy lộc tài nhá. Chị hội ra chụp cho nhà hiền nào. À, không phải để đẹp không? Đây là một con. Đây đây chị biết đây là ông thần tài nhá. Và bên cạnh ông thần tài đây là cái tiền đi bạc. Và các chị chấp tay cầu. Quá huy hoàng. Quá đẹp. Mẹ ơi, chụp ở đây được mẹ ơi. Chụp ở đây à? Đông vào năm 1979, mình chạy Trung Quốc, chạy tàu là mấy nghìn dân vào trong hang động ngầm ngao này chú ở các chị ạ. Đằng chỗ này toàn bộ là có người hết. Ai mà để vào năm 1979 là khóc to không cho khóc, sợ lộ đấy ạ. Vâng. Vâng ạ. Và phía bên trên đầu, em sẽ mời anh chị mình rước nhìn lên trên một chút thôi em ạ. Tủ ong à? Anh chị sẽ nhìn thấy giống như cái gì đấy ạ? Long trọng. Ông sứ ạ. Dạ. Giống là lịch nấm linh chi không ạ? Vâng, đây giống như hình ảnh nấm linh chi. Linh chi ngàn năm thưa chị ạ. Và dưới đây là hình ảnh con cóc. Con cóc này đang há miệng chờ nấm linh chi rơi xuống. Nhưng chờ hoài, chờ mãi, chờ mấy nghìn năm mà không rơi ạ. Nấm linh chi này chứa được rất nhiều bệnh. Anh chị có biết nào mình có bệnh tật trong người? Đi tham quan hang động ngầm ngao một chuyến ra khỏi hang, khỏe có hết bệnh tật luôn ạ. Vâng ạ. Và phía bên trái này em ơi, chị nước nhìn một chút. Anh chị nhìn thấy một cái sợi nhỏ đây. Như sợ đúng sợ mì tôm và một cái mũ trắng này. Và khẳng định một điều này, cá này đang dần dần phát triển. Và hang động ngầm ngao là hang động sống. Và em mời cả đoàn mình tiếp tục di chuyển một chút. Thôi mấy tuần không khỏi rồi, xem lại cái đoạn này. Đợt này em bị tay ngực gây. Chắc là đi trước một số thôi các chị nhỉ. Vâng, thưa các chị, mình sẽ tiếp tục di chuyển một chút nữa, có bậc lên anh chị để ý bước chân. Và trước khi ra cửa động anh chị sẽ nhìn thấy cái tảng đá bằng khắc chữ Pháp vào, đấy là phát hiện đầu tiên nhất đấy ạ. Toàn người Pháp bên người Anh phát hiện đấy.
là năm 1921 do nhà khảo sát địa chất phát hiện đầu tiên nhất ở chị đế đầu ạ. Và trước khi ra cửa động, nhà khảo sát có mài tảng đá để bằng và các chữ vào đây ạ. Đây ạ, chữ Pháp đây chị nhé. Và có một chữ Việt Nam là Hoàng Huy Giao. Huy đây ạ, Giao đây ạ. Vâng, ông này là nguyên là chi phủ của huyện Trùng Khánh, dân tộc Kinh, thời 1921 đấy ạ. Cũng cách đây mấy tháng có con cháu vào đây tìm đấy ạ. Vâng. Các chị đấy chạm đầu nhé. Chị à,